Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại dịch cúm Vũ Hán, dân khen hai ông Vũ Đức Đam và Nguyễn Đức Chung, chê ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc. Các lãnh đạo chính phủ và địa phương tại Hà Nội đã thực hiện đúng phận sự của mình và được người dân ghi nhận tích cực. Một nhà hoạt động xã hội, dân sự và bất đồng chính kiến hàng đầu ở Việt Nam đã cho biết như vậy. Đây là hình ảnh sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định đến ngày 1 tháng 4 Việt Nam không lên tới con số 1.000 ca mắc bệnh. Và hôm thứ Năm ngày 2 tháng 4 năm 2020, từ Hà Nội, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A trước hết bình luận về bộ mặt và bộ xuất hiện của một số chính trị gia Việt Nam từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam như sau. Ông nói, ở đây có sự phân công hẳn hoi, sở dĩ mà ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thường xuyên xuất hiện là bởi vì ông ấy là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống đại dịch này. Và ông Thủ tướng thì hiển nhiên là xuất hiện nhiều và tôi nghĩ chuyện xuất hiện như thế là đúng chức năng của họ mà thôi. Về sự xuất hiện của giới chức lãnh đạo và cụ thể ở cấp địa phương, đơn cử trường hợp ở Hà Nội hay cao hơn ở cấp trung ương liên quan đến ban lãnh đạo cấp cao của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, người từng là viện trưởng Viện Phản biện Chính sách Độc lập IDS đã bình luận như sau. Cũng như sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông ấy là người chủ tịch thành phố, ông phải chịu trách nhiệm về chuyện chống dịch ở Hà Nội và ông ấy xuất hiện, tôi nghĩ là đúng chức năng của ông ấy thôi. Còn tôi nghĩ rằng chuyện ai đó PE hay làm tranh giành ảnh hưởng, dư luận hay không thì tôi nghĩ rằng người ta có thể suy đoán như vậy, nhưng tôi không tin là có chuyện như thế. Và tiến sĩ nói thêm, nó chỉ là một điều là ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người chủ tịch nước rồi tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lẽ ra ông ấy cũng phải có xuất hiện một chút, tuy rằng vai trò của ông không phải là chức năng đó, nhưng mà quá lâu ông không xuất hiện thì dân lại có ý xèo. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vào hôm 30 tháng 3 đã tuyên bố như sau. Hà Nội bước vào giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Ông còn nói thêm, các chuyên gia cho rằng dịch bệnh ở Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp hơn 3 bệnh viện Daegu ở Hàn Quốc, Lombardy ở Ý và New York, Mỹ. Nhận xét với vai trò mờ nhạt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ Nguyễn Quốc Nga cho biết thêm như sau. Và sau đó thì người ta có một cuộc mà ông ấy xuất hiện, nhưng xuất hiện là cuộc họp của Bộ Chính trị, lại đi bàn về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ 13, và dân chúng lại càng ì xèo hơn nữa. Và ngay hôm sau lại có một cuộc họp Bộ Chính trị để bàn về chống dịch, và từ đó tôi nghĩ ông ấy bởi vì không phải là chức năng kia cho nên cũng không có xuất hiện, nhưng mà rồi ông có một cái thư. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thêm rằng thì tôi nghĩ tất cả những cái thư ấy rồi cái thư mà cũng không có sự xuất hiện của ông ấy thì cũng chỉ là một chuyện phải làm cho nó hết chức năng thế thôi, chứ còn việc phân công cho bên hành pháp làm là chính. Bình luận về đánh giá của dư luận đối với một số cá nhân thành viên ban lãnh đạo chống dịch của ngành y tế cấp quốc gia tại thủ đô Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thêm như sau. Dư luận thì bởi vì hai người này, một ông phụ trách ở toàn quốc, còn một ông phụ trách ở Hà Nội, và họ khá là năng nổ để làm việc này. Và về riêng việc chống dịch cúm Vũ Hán lần này, thì dân chúng đánh giá hai ông ấy rất là tốt về việc này. Nhà hoạt động xã hội dân sự đưa ra bình luận lần lượt về Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào hôm 23 tháng 3 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 43 nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam báo cáo về công tác phòng chống dịch. Về các vị trí còn lại trong ban lãnh đạo cấp cao của nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trong chống dịch thường được biết đến là tam trụ hay là tứ trụ theo cách gọi không chính thức. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói thêm, trong cái gọi là tam trụ đấy thì người dân đã đánh giá như là tôi đã nói, tức là ông Chủ tịch nước và Tổng Bí thư thì ít xuất hiện quá, dân kêu thì tôi đã nói rồi. Còn vai trò của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thì tôi nghĩ rằng cũng không có vai trò gì mấy. Bởi vì nếu xuất hiện quá nhiều của những vị ấy, tức là ông Trọng và bà Ngân, thì lúc đấy có thể người ta đặt vấn đề, tức là tranh giành ảnh hưởng hay không. Nhà hoạt động xã hội dân sự Nguyễn Quang Nga nói thêm như vậy. Hôm 23 tháng 3 năm 2020, trong phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
bà Ngân đã khiến cư dân mạng bàn tán khi nói lời cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và khen bài thơ Ngủ một chút đi anh và ca ngợi ông này là rất hay. Trước đó, báo trong nước đăng tin cho thấy bà Ngân xuất hiện kêu gọi toàn dân tương thân tương ái, chung tay phòng chống dịch bằng cách nhắn tin góp tiền qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý. Và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, viết trên trang cá nhân như sau. Thời điểm này mà chị Ngân cho bán đấu giá 200 trong tổng số ít nhất 300 bộ áo dài trong tủ của chị ấy để góp vào ngân sách chống dịch, chống cúm tàu và chống hạn đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có Bến Tre quê chị thì sẽ rất hiệu quả và gây tiếng vang lớn, khiến cho nhiều quý bà nói theo. Đây là hình ảnh hôm 29 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói về việc chống dịch cúm Vũ Hán là tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và quyết thắng. Tại cuộc họp thường trực trực tuyến về công tác phòng chống dịch cúm Vũ Hán vào sáng 29 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chống dịch như trong bức thư, bức điện của Bộ Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 7 tháng 4 năm 1975 là phải thần tốc, táo bạo, phải tranh thủ từng giờ, từng phút, sống tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc về tinh thần phòng chống dịch liên quan đến ký ức 30 tháng 4 khiến người dân phản ứng dữ dội. Nhà báo Tự Do Ngôn Nhật Đăng đánh giá kêu gọi tinh thần chống dịch của ông Nguyễn Xuân Phúc như giải phóng miền Nam với chia sẻ như sau. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm rồi, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ và Mỹ giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều. Cứ nhắc lại những chuyện đó như là khơi lại những vết thương. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 được người Cộng sản Bắc Việt Nam gọi là ngày họ giải phóng người dân miền Nam khỏi sự kìm kẹp của Mỹ ngụy. Bản thân chữ giải phóng được hiểu là giúp cho một số người nào đó thoát ra khỏi một tình trạng xấu xa, tồi tệ. Với hầu hết người dân miền Nam, tình hình sống của họ trở nên tồi tệ với hàng triệu người bị đẩy lên vùng kinh tế mới, bị tập trung cải tạo, bị đánh tư sản và hàng triệu người phải vượt biển tìm tự do. Cho nên họ không chấp nhận cụm từ giải phóng miền Nam, họ rất nhạy cảm với cụm từ này. Và ông Ngô Trường An hiện sống tại Đà Nẵng đã từng sống qua hai chế độ, chứng kiến sự thay đổi ở miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bộc lộ quan điểm như sau. Ông nói, ông ta, tức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phản lại chủ trương hòa hợp, hòa giải mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Tôi nghĩ ông này xưa nay phát biểu lung tung, ông nói mà không biết mình đang nói gì, và có thể ông chẳng nghĩ gì trước khi nói trước công chúng như vậy. Đây là hình ảnh bến xe miền Đông của thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 31 tháng 3, đêm cuối cùng trước ngày cách ly toàn quốc. Và chia sẻ tiếp như sau, hầu hết những người lãnh đạo đều như vậy, dập khuôn giáo điều, tuyên truyền một kiểu như nhau và những phát ngôn của họ đầy mâu thuẫn. Đúng ra, họ không nên nhắc lại ngày 30 tháng 4 và càng không nên tổ chức kỷ niệm Linh Đình hàng năm. Những việc đó càng khoét sâu vào vết thương của người miền Nam và khó có thể hòa hợp dân tộc hai miền. Chắc chắn là thế, tôi nghĩ vậy. Ông Ngô Trường An đã nói như vậy. Và luật sư Phạm Công Út cho hay thêm, ông hoàn toàn ủng hộ cách chống dịch của nhà nước hiện nay để bảo vệ sự tồn vong của người dân. Nhưng gọi lại lịch sử để so sánh một cách khập khiễng như vậy thì ông không đồng ý. Và ông chia sẻ thêm, bản thân tôi là một người dân Sài Gòn, sống qua hai chế độ, so sánh cuộc chiến tranh huyên nợ tương tàn với cuộc chiến chống dịch này thì hoàn toàn không phù hợp. Làm những người dân đang có niềm tin với cách chống dịch của chính phủ mất đi tình cảm vào chính phủ. Ông Phúc gợi lại sự tan tác, chia lìa của bao nhiêu triệu người Việt Nam khi phải đánh đổi sinh mạng và bỏ nước ra đi. Tại sao lại so sánh việc diệt cúm Vũ Hán với việc giải phóng miền Nam? Chẳng lẽ thắng được con cúm là có triệu người vui và có triệu người buồn hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Và phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc về tinh thần chống dịch đã khiến người dân có cảm giác ông rất hân hoan khi tiến về Sài Gòn để giải phóng miền Nam mà không hiểu lòng dân đang nghĩ gì về những điều ông Phúc nói. Đây là hình ảnh đường Nguyễn Trãi vào sáng ngày 1 tháng 4, ngày đầu cách ly toàn quốc, vẫn có nhiều người đi làm. Nhà thơ Bùi Chí Vinh thì cho rằng giờ này mà nỡ tuyên bố trên VTV rằng phát huy tinh thần giải phóng miền Nam trong việc trong chống dịch, chống cúm Vũ Hán thì tội nghiệp cho đồng bào miền Nam quá. Vết thương, cốt nhục, huynh đệ tương tàn sau 45 năm chưa kịp lành
đã có kẻ tự lạnh lùng xé toạc ra. Vào hồi năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có cuộc trao đổi trên Tuần báo Quốc tế, là cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam, về những kỷ niệm ngày tiếp quản Sài Gòn và những bức xúc trong thời cuộc. Lần đầu tiên, ông Võ Văn Kiệt nhìn nhận biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã gây đau khổ cho hàng triệu người Việt Nam khi đó. Và ông nói rằng, chiến thắng của chúng ta là vĩ đại, nhưng chúng ta cũng đã phải trả giá cho chiến thắng đó bằng cả nỗi đau và nhiều sự mất mát. Lịch sử đã đặt nhiều gia đình của người dân miền Nam rơi vào hoàn cảnh có người thân vừa phía bên này, vừa phía bên kia, ngay cả họ hàng tôi cũng như vậy. Vì thế, một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của cả dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại làm tiếp tục cho nó thêm rỉ máu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa.